Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 11 tháng 10, Thánh Catne, Thánh Lê Tùy, Từ Đạo Việt Nam. Chuyện đạo, chuyện đời. Ngày 11 tháng 10, Thánh Catne, Thánh Lê Tùy, Từ Đạo Việt Nam. Thánh Catne, vị thánh này thỉnh thoảng được gọi là Thánh Canis, sống vào thế kỷ thứ 6. Catne sinh ở Ireland và rất được nổi danh cả ở Ireland lẫn Scotland. Thân phụ của Catne là một nghệ sĩ, tức là một ca sĩ chơi nhạc ballad chuyên nghiệp. Lúc còn trẻ, Catne tới xứ Wales để học làm linh mục. Thánh Cá Đốc là giáo sư dạy ngài. Sau khi thụ phong linh mục, Catne tới thăm Roma. Rồi ngài trở lại Ireland và vào trường thánh Finiano để học thêm. Thánh Catne làm bạn với ba vị thánh Ireland khác, đó là thánh Kieran, thánh Comgan và thánh Columba. Sau khi thuyết giảng khắp xứ Ireland, thánh Catne cùng với thánh Columba tới Scotland để truyền giáo cho vua Prut. Khi ông hoàng này giận dữ, nắm lấy thanh gươm để giết hai nhà truyền giáo, thì người ta nói rằng Thánh Catne đã làm dấu thánh giá và một phép lạ đã xảy ra. Cánh tay của nhà vua lập tức bị tê liệt và hai thánh được cứu thoát. Thánh Catne và thánh Columba luôn là những người bạn chí thân của nhau. Lần kia, Columba đang vượt thuyền cùng với vài người bạn, trong khi Catne thì ở một nơi rất xa, tại tu viện của mình ở Ireland. Đột nhiên, Catne linh cảm thấy Columba đang gặp nạn ngoài biển. Ngài liền lập tức rời khỏi bàn ăn và chạy vào nhà thờ cầu nguyện cho người bạn rất mực, quý mến của mình. Ngoài biển cả, Columba trấn an các bạn hữu đang hoảng sợ rằng: anh em đừng sợ, anh em đừng sợ, Thiên Chúa sẽ nhận lời cầu xin của Catne. Giờ đây, người đang vội chạy vào nhà nguyện để cầu xin cho chúng ta, anh em đừng sợ. Và y như Columba nói, hết thảy mọi người đã được cứu thoát. Thánh Catne thiết lập nhiều tu viện và đã hoán cải nhiều người vô thần. Thánh nhân nổi danh vì lòng nhiệt thành rao giảng tin mừng. Hơn nữa, Thánh Catne còn nổi danh vì đã thực hành đường trọn lành theo giáo huấn của Chúa Giêsu. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Catne biết giải quyết những hoàn cảnh khó khăn một cách tuyệt hảo. Chính đức tính hòa đồng đã làm cho thánh nhân có nhiều bạn bè và nhiều trợ tá trong việc rao giảng tin mừng. Anh chị em, nhất là những tông đồ của lòng Chúa thương xót, hãy khẩn khoản này xin Thánh Catne cho chúng ta cách thức được trở nên một người bạn vui vẻ và dễ mến như ngài. Kiếm được một người bạn thân khó, đó là món quà mà Thiên Chúa ban thôi. Có nhiều người có rất nhiều bạn
nhưng mà chỉ là bè chứ không là bạn. Ta gọi là bạn bè, có bè chứ không có bạn. Vì không có được những người thân để mà cùng đồng lao cùng khổ, để mà ý hợp tâm đầu, để mà có thể hàn huyên tâm sự, sẻ chia và hiểu biết mình. Đức Giêsu nói Thầy không gọi các con là bạn tôi tớ, mà gọi các con là bạn hữu. Ngài cũng mong muốn có được những người bạn hữu, và Ngài nói với thánh nữ Faustina rằng là ta muốn con coi ta như là một người bạn để con tâm sự nhỏ to, chia sẻ thầm thì với ta. Cho nên ở quán cà phê Khát Vọng Lòng Thương Xót, anh em đề nghị là con làm cái góc nhỏ thì thầm. Ở nơi đó vào trong rồi mình thì thầm với Chúa Giêsu vào lòng thương xót. Trong khung cảnh yên tĩnh, uống cà phê, uống ly trà, rồi mời Chúa nhỏ to tâm sự với mình trong góc nhỏ thì thầm. Dễ thương lắm, thưa anh chị em và các bạn. Có khi anh chị em và các bạn thấy mình cô đơn, mình buồn vì không ai hiểu mình. Mà mình nói cũng chẳng ai hiểu. Lúc đó còn một người bạn là Giêsu, đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, nhưng lại hết sức thân tình, thân thương, thân mật, thân thiết với ta. Ngài muốn nghe ta nói chuyện như nói với Faustina rằng là ta muốn nghe con kể chuyện đời thường của con cho ta nghe. Faustina bảo chú biết hết rồi mà, ta biết nhưng mà ta thích nghe con nói. Ta muốn con đối xử với ta như một người bạn. Mày đến với Chúa như một người bạn đi, thưa các bạn. Vì đó là Giêsu đầy quyền năng nhưng giàu lòng thương xót, đầy sự cảm thông, đầy sự hiểu biết. Và nhất là mình có thể tin tưởng tuyệt đối mà không bị phản bội như những người mà ta tâm sự với họ. Vì thế Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng con đừng có đi tìm kiếm sự an ủi nơi người thế gian, đừng có đi chia sẻ hết chuyện này đến chuyện kia với người khác, vì biết đâu họ lại phản bội lại chính những gì mà con muốn chia sẻ tâm sự với họ. Và cũng chẳng có ai có thể cảm thông, chia sẻ gánh bớt gánh nặng cho con. Vì thế mà Chúa nói đến với ta ai vất vả gánh nặng ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Thánh Phêrô Lê Tùy, linh mục tử đạo. Thánh Phêrô Lê Tùy sinh năm 1773 tại làng Bằng Sở, huyện Thanh Trì, phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông, nay thuộc địa phận Hà Nội. Sinh ra trong một gia đình nề nếp đức hạnh. Năm cậu chào đời cũng là năm mà hai thánh Vinh Sơn Liêm và Castaneda Gia lãnh triều thiên tử đạo tại Hà Nội. Ngay từ nhỏ, cậu được Chúa chọn giúp việc cho Chúa, cho nên khi lớn lên gia nhập chủng viện Kẻ Vĩnh. Trong thời gian tu học ở đây, Phêrô Tùy tỏ ra trí thông minh và lòng đạo đức, được bề trên cũng như mọi người mến chuộng. Sau khi mãn thần học, thầy Sáu Tùy đi giúp đức cha Đề La Môn Hậu lo truyền giáo ở Nghệ An. Ít lâu sau thụ phong linh mục, được bổ nhiệm làm phó sứ Đông Thành, rồi Châu Lộc, và sau được cử làm chánh sứ Nam Đường. Là linh mục hiền lành, nhân đức, nhiệt thành trong sứ vụ tông đồ, cho nên dù ở đâu, với chức vụ nào, cha Phêrô Lê Tùy cũng luôn sốt sáng chu toàn nhiệm vụ. Nhờ cha, nhiều người chưa biết Chúa được nhận lãnh đức tin, những tín hữu bê bối trở lại đạo đức. Giữa lúc cha hoạt động đắc lực như thế, ngày 6 tháng 1 năm 1633, vua Minh Mạng ra sắc chỉ cấm đạo gắt gao, cho nên cha phải hoạt động âm thầm. Và một tháng sau lại xảy ra cuộc nổi loạn của nhóm Lê Văn Khôi ở miền Nam. Vua nghi ngờ
người Công giáo theo phe phản loạn, cho nên ra lệnh bắt giết, bắt hại rất dữ dội. Trước tình cảnh khó khăn đó, cha Phêrô Lê Tùy cũng như các linh mục phải ẩn lánh, rày đây mai đó, không còn hoạt động tông đồ, không khai được nữa. Dù vậy, cha cũng vẫn cố gắng lén lút thi hành sứ vụ, tìm cách dâng thánh lễ, tìm cách ban các bí tích cho các giáo dân, rồi khích lệ mọi người can đảm trung thành tin theo Chúa. Ngày 25 tháng 6 năm 1833, có người đến rước cha đi sức dầu cho một giáo hữu bệnh nặng ở họ Thanh Trai, gần người Lương. Trong khi sức dầu, một nhóm người ngoại đạo bắt trói cha nộp cho quan huyện Thanh Phương. Giáo hữu nghe tin cha bị bắt rất thương tiếc. Họ không đành để cho vị cha già hết lòng tận tụy hy sinh cho đoàn chiên phải chịu cực hình khổ sở. Họ hùn tiền đến xin chuộc cha, nhưng quan đặt điều kiện là cha phải khai mình là thầy thuốc chứ không được khai mình là linh mục. Cha Tùy cho rằng khai man như thế là không tốt, cho nên khẳng khái từ chối. Thế là cha bị đóng gông giải về tỉnh Nghệ An. Trong thời gian gần 4 tháng bị giam giữ tại đây, cha vẫn giữ được nét vui tươi, hồn nhiên, can đảm trước mọi khổ nhục. Nhiều lần quan đòi cha ra công đường tra khảo, bắt ép cha bước qua thánh giá chối đạo, nhưng cha luôn từ chối, thà chịu khổ chịu chết vì Chúa chứ không bao giờ bỏ đạo. Thấy cực hình không khuất phục nổi lòng tin sắt đá của vị anh hùng, quan đổi chiến lược trở lại dụ dỗ. Ai thấy ông bị đòn vọt tra tấn cũng bùi ngùi thương xót, chính ta đây cũng rất thương. Ông hãy khai mình là y sĩ chữa bệnh, chứ đừng khai là linh mục, ta sẽ tha cho ông nha. Cha khẳng khái nói, Thiên Chúa đã dạy phải tôn trọng sự thật. Tôi là linh mục, không thể khai gian nói dối. Ai cũng phải chết, dù chết trên chăn ấm nệm êm, hay bị cọp tha cá rỉa, dù bị lột da hay xé xác thành trăm mảnh, cũng là chết thôi. Nên chết cách nào tôi cũng vui lòng. Suốt 3 tháng tù, cha được mọi người từ quan đến lính cùng các tù nhân khác quý mến. Họ nói với nhau, một người hiền từ nhân đức như vậy mà bị giam như một phạm nhân gian ác thật là không phải. Các quan nhiều lần cho người dụ dỗ cha khai mình là y sĩ để khỏi chết, nhưng cha từ chối. Đứng trước lòng can đảm bất khuất của người chiến sĩ Chúa Kitô, quan không còn cách nào khác hơn là làm án gửi về kinh cho vua để định đoạt. Thời đó, luật nước cấm xử tử những người từ 60 tuổi trở lên. Cho nên các quan khi làm sớ báo về kinh đô chỉ nghĩ là tội nhân sẽ phải nộp tiền thôi. Ai ngờ vua Minh Mạng bất chấp luật lệ truyền thống nhân đạo của dân tộc, kết án ngài. Tên Tùy đã xưng là đạo trưởng và truyền dạy tà đạo cho dân, phải trảm quyết. Khi được tin, cha vui vẻ nói, bấy lâu nay tôi không dám đợi trông ơn lớn lao như vậy. Giờ đã đến. Ngài dùng bữa tối như thường lệ, rồi lặng lẽ một mình tránh mọi cuộc tiếp xúc để dọn mình lãnh triều thiên tử đạo. Sáng ngày 11 tháng 10 năm 1833, thời đó giáo hội kính Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, cha Tùy tiến ra pháp trường chợ Quân Ban tỉnh Nghệ An, như là đi dự hội
mẹ mặt vẻ mặt vui tươi hớn hở, khiến dân đi xem và quan quân đều nói: "Ồ, chưa thấy ai bị đem đi xử mà lại can đảm như thế." Một giáo hữu trải chiếu ra, vị chứng nhân quỳ xuống cầu nguyện. Bên cạnh là người lính cầm thẻ bài bằng gỗ ghi bản án. Ông Bernardo Thu, một tín hữu, đến xin quan cho cha cầu nguyện ít phút. Sau đó ông Thu lạy cha bốn lạy và nói: "Giờ đây cha sắp được về nơi vĩnh phúc đã bao lâu trông đợi. Phần con ở lại chốn khóc lóc này, xin cha nhớ đến con." Vị linh mục cũng lạy bốn lần đáp lễ và khuyên: "Hỡi con, hãy bền lòng vững chí, rồi con cũng được phần thưởng muôn đời." Rồi cha nói với quân lính: "Tôi đã sẵn sàng." Tiếng thanh la vừa dứt, đầu vị tử đạo rơi xuống để làm chứng là Thiên Chúa thật, luôn dạy sự thật, lẽ phải cho con người. Các tín hữu xin thi thể của cha khâm liệm vào áo quan, rước về nhà sứ Tràng Nứa và an táng ở đó. Sau này họ dời hài cốt cha về xứ Yên Duyên rồi đưa về nguyên quán của ngài là Bằng Sở. Ít năm sau được cải táng đưa về giữ tại trường truyền giáo Paris. Nhiều người đến kính viếng mộ ngài đã được ơn lạ. Ngày 27 tháng 5 năm 1900, Đức Thánh Cha Liêu thứ 13 tôn phong ngài lên chân phước. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã suy tôn ngài lên bậc hiển thánh. Amen.